Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Trung thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2024. Thứ tư ngày hôm nay gồm có hai đài Đà Nẵng Khánh Hòa, giải 8 Đà Nẵng 40 năm, giải 8 Khánh Hòa 20, còn có các giải 76 năm 4321 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, đại phú đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất cho ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.